Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe. Vâng, kính thưa quý vị, như vậy là show Cần Thơ của cháu Hồ Văn Cường đã thành công rực rỡ. Nó cũng không ngoài cái sự dự đoán của nhiều người đâu. Mình thấy trước đó thì đã show out rồi, thêm ghế, rồi FC Xanh Đọt Chuối xôn xao rộn ràng, rồi người bay vào trong Nam, rồi đi xe đò này kia nọ, có ôi da, nó rộn ràng quá. mỗi lần cái show của cháu giống như là trễ hội vậy, người ta nói không sai luôn á, giống như là trễ hội. Những người mà đi show của cháu như là Lan Mã này có nói cho mình biết là đi show của cháu rất là vui. Rồi lần đầu tiên đi show của cháu, nghe cháu hát trực tiếp rất là hay luôn. Mình nghe ở ngoài trên điện thoại hoặc là trên ấy nó cũng chưa có đã tay đâu, mà phải nói là đi trực tiếp nghe con hát á, nó mới là cái bằng đỉnh của đỉnh luôn. Nhiều người nói con ở ngoài thì ốm lắm, bàn tay nhỏ nhắn, lễ phép, lịch sự, rất là dễ thương. Cái đó thì nhiều người cũng nói lắm rồi, phải không các bạn ha? Không ngờ các mẹ, các ngoại lo cho con. Rồi nào là quà tặng, phải nói lần này là quà tặng nhiều lắm đó nha. Quà tặng mà đến nỗi mà bên kia ngộp luôn á. Bên kia gọi công an này kia nọ. Tại vì những đó khoa tiền, kết bằng khoa tiền á, họ báo với công an chứ ai mà không lẽ FC Xanh Đọt Chuối tự báo sao các bạn ha. Tự nhiên cái hồi mấy lần sau này á, là khán giả và những người ái mộ thương con á, tặng khoa tiền cho con quá trời đi. Rồi cái vụ tự nhiên cái có vụ công an vô nói rằng mấy cái vụ qua tiền này đó, ai báo chúng ta là biết thủ phạm là ai rồi các bạn ha. Cho nên có cái hộp qua tiền 120 triệu bự thiệt bự đó. Cái đó là đẹp quá, công nhận cái đó khoa đó tuyệt vời thiệt. Không phải nói về cái tiền bạc, cái giá trị 120 triệu mà ở đây mình nói về cái tình thương và cái cách xếp khoa đó các bạn. Là nói lên cái tình thương mà khán giả đã dành cho cháu Hồ Văn Cường. Rồi cũng như là những khán giả ở hải ngoại cũng gửi tiền về tặng cho cháu. Có một người em gái tên là Thanh Ngôi ở Kansas City hay ủng hộ kênh của Cali Sài Gòn lắm. Cái clip nào em ấy cũng lên trên đây cũng ủng hộ và cũng để lại những lời bình luận. Và em ấy có nói là có gửi tiền về cho O Sen Biển để Sen Biển tặng cho Hồ Văn Cường nữa. Cái FC Xanh Đọt Chuối, cái ngôi nhà này nó càng ngày nó càng lớn các bạn ha. Càng ngày những cây chuối mọc khắp từ Nam chí Bắc luôn. Ra tới hải ngoại luôn nữa rồi. Phải nói rằng là họ thương yêu cháu Hồ Văn Cường giống như là một sự bù đắp mà cháu đã mất mát bao nhiêu năm đi hát. Mà ở phía bên kia ekip cũ cho rằng thì cháu là kẹp cánh gà đó, hát kẹp cánh gà mà cháu nổi tiếng như vậy đấy các bạn. Chỉ cần một đêm cháu đi hát thôi, gần bằng 6 năm đi hát ở bên kia. Thấy chưa, bên kia thấy kẹp cánh gà chưa? Kẹp cánh gà mà mình hay thường nói đùa chơi, cái này là không phải cánh gà đâu, mà cái này là đại bàng này, kẹp cánh đại bàng luôn. Mỗi lần mà vào những cái mùa này nè, trời hay mưa nè, ở Đà Lạt cũng một lần nè, trời kéo mây đen kịch luôn nha, sắp sửa đổ mưa trước khi cái show của cháu, thì đến cái giờ show thì trời quang mây tạnh, không các bạn ha. Cũng giống như ở Cần Thơ cũng vậy, mưa này kia nọ, nhưng mà tới cái show của cháu là không có mưa. Phải nói là ông trời cũng thương cho cháu đó. Cháu có phúc có phần. Sau những tháng năm mà lận đận, những tháng năm mà bị tiếng thị phi, rồi bây giờ khán giả cho lại cháu những tình thương và bù đắp những sự mất mát của cháu.
Mấy hôm nay ít có đọc những lời bình luận của các bạn. Thôi hôm nay đọc lại những lời bình luận của các bạn nha. Thiếu nợ những lời bình luận lâu rồi, bây giờ đọc lại nha. Và cái clip vừa rồi có tới hơn 100 cái bình luận lên á nha. Tôi người Cần Thơ là Hồ Thị Thảo. Tôi là người Cần Thơ, tôi có đi show Cần Thơ, đông lắm anh Cali ơi. Ngồi ở giữa phía bìa sân khấu đông quá nên chỉ thấy mặt cháu. Cháu hát hay, giọng mạnh và khỏe. Mọi người thương cháu lắm. Có đứa con như vậy, phước lớn phần biết bao. Nguyễn Thị Vàng, dạ em chúc gia đình anh luôn mạnh khỏe, may mắn, thành công, tốt đẹp nhất nha anh. Dạ cảm ơn chị. Thái Hà Lương, tôi chưa gặp Cường ở ngoài đời bao giờ. Không phải là fan xanh đực chuối, chỉ là khán giả yêu dân ca Việt Nam. Tôi chỉ tình cờ biết cháu qua cuộc thi nhí năm xưa và bị cuốn hút bởi giọng hát trời phú, phong cách hiền lành, thiệt tha, đậm chất nông dân Nam Bộ. Sau đó vẫn thỉnh thoảng nghe cháu hát những khi nhớ mẹ. Bỗng có lùm xùm về cháu, tôi không cần biết ai đúng ai sai, chỉ biết thương cháu và tin cháu vô cùng. Đến hôm nay vẫn theo dõi cháu trưởng thành mỗi ngày và vẫn giữ nguyên cái vẻ hiền lành thật thà là tôi thương lắm rồi. Chỉ mong sao cho cháu khỏe, học giỏi và hát hay hơn nữa. Tôi chỉ thấy không có ca sĩ nào được ông bà, cô dì, chú bác thương như thế. Và cũng chỉ có cháu biểu diễn thì sân khấu ấy không phải của riêng ca sĩ nữa, mà là sân khấu của chung tất cả mọi người. Ai yêu ca hát là có thể vui. Chắc chắn chỉ có Hồ Văn Cường mà thôi. Bất cứ kênh nào yêu cháu tôi cũng sẽ ủng hộ. Còn ngược lại tôi xóa ngay khỏi điện thoại. Cái này là fan cứng luôn á nghe. Fan cứng luôn á nghe. À, nghĩa là cái kênh nào mà nói về Hồ Văn Cường, thương yêu cháu Hồ Văn Cường là ủng hộ liền. Còn kênh nào mà giống như những cái phía bên kia là xóa ngay lập tức trên cái điện thoại. Chị Trần Thị Hương, hát một đêm bằng 6 năm cặp gà. Đúng rồi Cali ơi, ông trời thương con, chỉ một đêm mà thôi, được bằng 6 năm. Trời ơi quá tuyệt vời. À, Phi Nguyễn ở Bình Dương, anh Cali biết không, ngày 27-28 Cần Thơ mưa suốt, các mẹ các ngoại đi nhà thờ cha Trương Bửu Diệp ở Bạc Liêu, cầu cho cha phù hộ cho em Cường có đêm diễn thành công. Tuy nhiên, đến chiều thì nắng hừng, trời quang mây tạnh rất đẹp, cho đến hết show diễn luôn anh. Bên mây sợ mưa nên che tấm che chống mưa nên tối gió không vô được, nên nóng lắm anh ơi. Mồ hôi của em Cường đổ ròng ròng mà nhìn thấy đau lòng, xót xa quá, thương em vô cùng. À, có nghĩa là bên mây cũng đã che lên cái tấm ấy để cho khỏi bị mưa, nhưng mà không có mưa cho nên cái đó nó làm cho nóng hơn nữa. Với hơn nữa như thế này, các bạn chưa lên sân khấu mà trình diễn suốt các bạn biết đâu. Tất cả các đèn á nó chiếu thẳng vô các bạn. Mà đèn thì cả ngàn watt được không? À, nhất là cái spotlight, cái thường thường á, tại vì mình có đứng trên sân khấu mình biết. Những sân khấu lớn á, mà cái người ca sĩ đi tới đâu á, là cái spotlight, người cầm cái spotlight á, là chiếu thẳng cái người đó. À, chiếu thẳng nó cho nên đứng trên sân khấu rất là nóng luôn. Lan Nguyễn, chủ Cali ơi, Cường ở hiền gặp lành, ông trời cao có mắt ban phước lành xuống cho con. Cường không tin cũng phải tin, trời mưa liên tục mà đến show của con không có một giọt mưa. Show ở Hòa Bình mưa suốt mấy tiếng đồng hồ mà đến lúc Cường ra diễn bỗng nhiên trời mưa mây tạnh. Cường bước xuống sân khấu giao lưu với khán giả đó. Như vậy là ba lần rồi không các bạn ha. Một lần ở Hòa Bình nè, rồi một lần ở Đà Lạt nè, bây giờ ở Cần Thơ cũng vậy nữa. Kiến Dũng Trang, chào anh Cali, mình có xem Út Cường có mời khán giả lên cùng hát chung cho vui, có cô Kim Khoa cùng hát với cháu Cường. Mình không khen chê mà thấy hai cô cháu rất dễ thương và hạnh phúc. Cảm ơn cô Kim Khoa. Vâng, cô Kim Khoa thì
đi show của Cường rất là nhiều và thường tặng vàng cho Cường các bạn. Không đi cũng nhờ người khác tặng quà cho Cường nữa. Và bây giờ thì Cường có sắp có show ở Hà Nội với các bạn ha, ngày 2 tháng 7 á. Như vậy là như vậy thì mới đúng á các bạn. May tổ chức như vậy là rất là ok luôn, tại vì bánh sắp đi thì bánh quy lại. Fan ở ngoài miền Bắc bay vào trong Nam. Bây giờ fan ở trong Nam bay ra Bắc. Có nghĩa là vừa được đi chơi, vừa thăm Hà Nội ha, 36 phố phường ha. Còn FC Xanh Đọt Chuối ở miền Bắc bay vào trong đây, thì đi tới Bến Ninh Kiều và những chợ nổi, cái răng, cái bè này kia nọ, để biết được cái đất nước Việt Nam mình phong cảnh nó đẹp như thế nào, phải không các bạn? Phải nói đừng có nói chi đi du lịch Thái Lan, Singapore này kia nọ, ở đất nước mình chưa đi hết nữa đâu. Có nhiều chỗ chúng ta cũng chưa bao giờ biết tới và chưa bao giờ đặt chân tới, rất là đẹp, nhất là cảnh thiên nhiên. Chỉnh Lý, lần đầu tiên đi xem Cường hát live, hay lắm. Cả nhà ơi, vui quá là vui luôn, thật là tuyệt vời. Tuyệt vời ông mặt trời. Chị Nga Đinh, chào Cali, Cường có show ở đâu thì ở đó, như là hội, du lịch, khách sạn, nhà hàng đều phủ màu xanh Đọt Chuối, quá tuyệt vời. Chúc Cali mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, thương Cường mãi mãi nhé. Chưa có ca sĩ nào được yêu thương như là Cường. Khán giả bảo hát ít cho đỡ mệt. Kiều Oanh cũng phải khen Cường quá hạnh phúc với tình yêu thương của đại gia đình. Hồng Phạm, cháu Cường hát cải lương hay quá đó chú ơi. Phải nói là Cường có một cái chất giọng trời phú. Cái giọng của miền Nam đó các bạn. Đã là ai mà hát dân ca, ai hát dân ca được là hát cải lương được. Phải nói là cháu mà tại cái giọng của cháu nó mùi á, khi mà cháu xuống cái câu hò nó ngọt lắm. Không biết cháu đi học nhịp 32 hay nhịp 64 đây. Tại ngày xưa bác Cali Sài Gòn cũng có học lốm lốm, đi học được mấy tháng, nhưng mà cái đến ngày đi hải ngoại cái học gian dở, học có mấy tháng thôi à. Bây giờ cũng lâu lắm rồi, quên bỏ hết rồi. Hồi đó mình đi học là ông thầy sư phụ đó là ông Trường, ông tên là Trường Ca, ở bên quận 8 á. Mình nhà mình thì ở mé bên quận 5. Mỗi lần đi tới quận 8 thì phải đi, có hồi đó có đi cái đò đó các bạn, qua cái đò qua sông, ra có con sông nhỏ vậy thôi, từ quận 5 qua quận 8. Lan Mã, nhìn bé Cường nhỏ xíu dễ thương, lịch sự dù rất mệt, lúc về khoác tay chào các mẹ bằng tay nhỏ xíu à, rất dễ thương. Mai Lan, hát một đêm, hát một show, bằng hát 310 show luôn đó. Thật thương con, thật xót xa cho con quá. Phúc Nguyễn, anh chia sẻ rất là chuẩn. Fan ruột mình nên đợi tới cái clip sinh nhật hay là họp fan. Hãy lên song ca với Cường say hơn. Chứ show ca nhạc không nên vì vui quá mà lên hát làm hư tiết mục của con thì tội nghiệp. Vâng, thì có người có ý kiến này, người có ý kiến kia. Thì thôi sao cũng được, miễn sao vừa vui được rồi ha. Mình chỉ góp ý kiến để cho vui thôi. Thủy Phan, anh Cali Sài Gòn ơi, show mấy ở Cần Thơ thành công quá, tuyệt vời. FC Xanh Đọt Chuối bắt đầu hóng show của mấy ở Hà Nội ngày 2 tháng 7 năm 2023 đây. Văn Nhạ Vũ, tôi thích Cali bởi sự chân thành và cũng pha chút hài hước nữa. Từ tỉnh Hưng Yên, xin gửi lời chúc sức khỏe tới anh và gia đình. Vâng, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Thì lên đây mình cứ nghĩ rằng hồi đó đó mình hay viết bài trước rồi mình đọc bản thảo rồi mình nói sau này cái thôi có sao nói vậy. Cứ mình lên mình cứ thật thà, mình nghĩ sao là mình nói như vậy thôi là được rồi. Cảm ơn anh chị rất nhiều nha. Mình chưa bao giờ tới được Hưng Yên á,
Nghe nói phong cảnh ở đó cũng rất là đẹp, nếu có dịp sẽ ghé đó chơi. Hồ Sĩ Em ủng hộ ý kiến chú Cali, khán giả không nên hát trong show diễn của Cường làm mất điểm của buổi diễn, chỉ nên giao lưu khi họp fan sinh nhật mà thôi. Hồng Cao, chào anh Cali Sài Gòn, mình nghi là bọn tiểu nhân show Cần Thơ gì đó chưa có show quà tiền do có chuyện bọn họ canh rồi, nhưng cũng may kịp thời bé Cường và cái show thành công rực rỡ. Ý của chị nói là cái những người bên kia họ họ gọi công an về vấn đề mà những đó hoa tiền đó các bạn, mình nghĩ là như vậy. Chứ khán giả hay hoặc là những người mà bình thường người ta khổ làm chi, không các bạn ha, đâu ai làm cái chuyện mà vô bổ vô công gì. Mai Lan, chào em Cali Sài Gòn, mong gặp em ở miền Tây, chị ở Vĩnh Long đây, số Cần Thơ chị cũng có mặt nữa. Vậy hả? Cảm ơn chị Mai Lan nha. Ở Vĩnh Long hả? Hồi đó em ở Kẻ Bè, ở xã Đồng Phú, huyện Long Hồ á, ở cũng gần gần Vĩnh Long. Em hồi đó nhỏ em cũng hay đi qua Vĩnh Long đi chặt cái bình ớt kia hoài à. Đi đò. Mai Khanh Nguyễn, tôi đã cộng quà rồi, rồi mở ngoặc đóng ngoặc, cái cười rảnh thiệt á. Thì mình cộng cho vui chơi mà, khoảng 300 triệu cộng thêm bó hoa 120 triệu, vậy là hơn 400 triệu, chưa tính tiền cát-xê, đúng như anh Kali nói, hơn cả 5 năm đi hát với ekip cũ. Sharon Perky thì nói rằng là I disagree with you, cô Kim Khoa. I think we should appreciate her. Có nghĩa là bạn này có người thì đồng ý, khán giả ở dưới lên trên gắn lên sân khấu ca cùng với Cường, có người thì cũng không đồng ý. Thì ai cũng có ý kiến và cái quan điểm riêng của các bạn ha. Vâng, mình đã đọc hết tất cả những ý kiến của các bạn rồi đó nha. Lê Nâu, người trong và ngoài nước ai cũng thương yêu Cường hết. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ về cái show của Cường vừa qua ở Cần Thơ và sắp tới đây xảy ra ở Hà Nội. Như vậy những fan FC Xanh Đọt Chuối ở miền Trung bay ra hoặc là đi xe ra Hà Nội thì nó gần hơn bạn ha, nhất là anh chị ở Hưng Yên đó. Ở ngoài đó thì khán giả Hà Nội cũng rất là thích Cường và thích anh Mai Ngọc Sơn lắm. Lần trước cũng đã ra ngoài đó và có cái show rất là thành công với cái chủ đề là tình cha đó. Vâng, mong kỳ này thì dĩ nhiên là ai cũng mong rằng show của cháu sẽ sold out nữa phải không các bạn ha. Để cho ekip bên kia mở rộng tầm mắt và không còn người này người nọ lên vu khống bịa đặt hoặc là đem những lời thị phi chia rẽ thêm nữa các bạn ha. Bây giờ ai đúng ai sai đã ngã ngũ rồi các người ơi, các bạn ơi, chúng ta cùng với nhau có một cuộc sống tích cực, cuộc đời vẫn đẹp sao mà. Còn ở đó mà đi chửi rủa người này chửi rủa người kia chi nữa, nó mệt lắm, cuộc đời nó ngắn ngủi lắm, phải không? Bây giờ các bạn mà càng chửi nhiều các bạn tự tạo khẩu nghiệp thôi, không có gì chứ, và người ta càng ghét các bạn nữa, và người ta càng ghét cố ca sĩ là ekip cũ nữa. Tại vì cũng chính vì các bạn là những cái người mà làm nên cái drama này à. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị. Nếu thấy thông tin hữu ích thì sao? Cho mình một cái like nha không? Ok, và một lượt đăng ký kênh. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Xin chào và hẹn lại tất cả các bạn trong một video lần sau.